Đối với những các nhà ở VTV, sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin tổng hợp ngày thứ Bảy, 1 tháng 2 năm 2020. Tổng thống Trump sẽ được Thượng viện tha bổng vào thứ tư tuần tới. Thưa quý vị, hôm thứ Sáu vừa qua, Thượng viện Hoa Kỳ do Đảng Cộng hòa kiểm soát đã bỏ phiếu À, chống lại cái việc mà gọi nhân chứng ra trong cuộc à, điều trần mà chất phế tổng thống Đô Trâm với kết quả là 51 phiếu chống và 49 phiếu thuận. À, Đảng Cộng Hòa đang kiểm soát Thượng viện với 53 phiếu, bên Dân Chủ có 47 phiếu. Và như vậy là có hai vị Thượng nghị sĩ của Cộng Hòa, đó là Thượng nghị sĩ Mitch Romney à, của tiểu Utah và Thượng nghị sĩ Susan Collins của bang Maine đã cùng với phe Dân Chủ bỏ phiếu, như vậy là 49 phiếu. Tuy nhiên bên Cộng Hòa có hai người đó là à, Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski của Alaska và thượng nghị sĩ Lamar Alexander của Tennessee đã không đồng ý nhảy vào phe dân chủ mà ở lại bên cộng hòa bởi vì hai người này bảo là tôi không cần nhân chứng. thế nhưng cuối cùng không kêu nhân chứng ra và như vậy phiên cái phiên mà hạch hỏi đã kết thúc ngày hôm qua và gần như chắc chắn tổng thống Donald Trump sẽ được tha bổng vào thứ tư tuần tới. tại sao lại là thứ tư? à nó có những cái chuyện xảy ra ngày hôm qua. Thì ngày hôm qua vào trước cái giờ bỏ phiếu để mà đưa nhân chứng đây không có tờ báo New York Times để đưa thêm một cái bản tin nữa cho biết là ông John Bolton cố vấn cựu cố vấn an ninh quốc gia tổng thống Donald Trump nói rằng là hồi tháng 5 2019 tổng thống Trump cũng đã ra lệnh cho ông để mà sắp xếp cái chuyện mà gặp ông tổng thống Zelensky của Ukraine trong cái vụ điều tra bố con Joe Biden đổi lại với cái chuyện mà giữ gần 400 triệu đô la tiền viện trợ. Thì theo lời ông uh, theo lời tờ New York Times báo cáo thì ông Bolton kể trong phòng bầu dục đó có ông Bolton, ông Donald Trump, ông Rudy Giuliani là luật sư riêng của Tổng thống Ông Mike Mulvaney quyền tránh văn phòng Tòa ốc Và ông Pat Salopi là cái ông mà luật sư của Tổng thống đó. Thì lúc đó Tổng thống nói với ông John Bolton là sắp xếp để cho ông Zelensky gặp ông Giuliani đó. Nhưng mà sau đó Bolton không làm Thì sau đó, sau khi tờ New York Times đưa tin này ra ngày hôm qua Thì các vị uh, thượng nghị sĩ Dân Chủ lắm cơ hội để bảo thấy rõ ràng là Ông Trump có trực tiếp trong chuyện này thì ngay sau đó ông Trump tuyên là bảo, tôi không bao giờ làm như vậy, chối là hoài thôi. thì cuối cùng họ bỏ phiếu là không đưa nhân chứng ra. thế nhưng mà bây giờ chừng nào thì họ bỏ phiếu để tha bổng ông Trump, chắc chắn gần như chắc chắn ông Trump sẽ được tha bổng vào tuần tới. thì thượng nghị sĩ Mitch McConnell của tiểu bang Kentucky là lãnh tụ đa số của đảng Cộng hòa tại thượng viện, cũng như thượng nghị sĩ chức Summer uh, của tiểu bang New York là bên dân chủ là, là lãnh tụ thiểu số, hai người đã họp lại với nhau và bàn với nhau cách mà và cái phiên phiên mà bỏ phiếu thả bỏng trong Trump như thế nào thì nó có những quy định những luật lệ tại thượng viện mà ông Mitch McConnell phải theo ông Schumer bởi nếu không ông Schumer bên dân chủ họ có những cái quyền mà theo thủ tục của thượng viện họ có thể kéo dài cái phiên tòa cái, cái phiên bỏ phiếu ra tới ngày nào không cần biết thì bên phía tòa ốc đó muốn là chiều hôm qua thượng viện bỏ phiếu luôn để cuối tuần ông Trump tuyên bố chiến thắng là tôi được thả bỏng tôi không có tội cả hoặc ít ra là qua ngày thứ hai thượng viện phải bỏ phiếu để mà tha bổng cho ông Trump đề chi ngày thứ ba ông Trâm sẽ đọc bài diễn văn liên bang ở tại lĩnh viện quốc hội ông Trump sẽ ca khúc khải hoàn ngay trước mặt phe dân chủ ngay trong quốc hội và sau lưng ông ngồi ông là ai là bà Nancy Pelosi à chủ tịch hạ viện là cái người đứng đầu trong việc luận tội ông đó là về phía bên tài. ông muốn như vậy nhưng mà sau cùng chắc sẽ mở ông chịu bảo no tôi muốn như vậy và rồi cuối cùng bây giờ ông Mitch McConnell phải nhận bộ và họ đồng ý là sẽ có cái phiên cái phiên bỏ phiếu tha bổng trong ông Trump vào ngày thứ tư có nghĩa là gì? bên phía dân chủ muốn là vào tối thứ ba này à vào cuối tuần này ông trump không thể đi vào chỗ khác mà hoành hoang là tôi đã thắng và trong cái bài diễn văn ban liên bang vào ngày thứ ba tuần tới ông trump không thể nói rằng là tôi đã chiến thắng mà ông trump sẽ đọc bài diễn văn trong vai trò là tổng thống đang bị luận tội và chưa kết thúc cái việc mà luận tội đó đó là ý bên dân chủ đấy thì bên cộng hòa gia đình phải chịu thôi cộng hòa họ muốn là mọi thứ cho xong đó bởi vì nếu mà ông Mitch McConnell và con đồ mà không chịu thì người ta nói là ông chất sơ mờ có thể kéo dài cái vụ này ra có thể là 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 nhiều ngày nữa mà như vậy bên cộng hòa không thích là bởi vì như vậy nó sẽ không có lợi cho họ. Bởi vì sao thưa quý vị? Thứ hai này là nó có một cuộc bầu cử gọi là sơ bộ tại tiểu bang Iowa, à, cái tiểu bang mà bầu sơ bộ tổng thống, ông Trump cũng cần có mặt ở đó để đánh các đối thủ dân chủ mình và các thượng nghị sĩ dân chủ muốn có mặt ở đó. Thành ra nếu bỏ phiếu vào ngày thứ hai không có lợi cho đảng dân chủ. Đó. bởi vì sao? Bốn vị ít nhất là bốn vị thượng nghị sĩ của dân chủ đã có sẽ phải có mặt ở Iowa vào ngày thứ hai. Thành ra nếu bây bỏ phiếu ngày thứ hai họ đi tới đi lui rất phiền quá. Thành nhập cuối cùng bên cộng hòa đã phải chấp nhận cái đòi hỏi của bên dân chủ và như vậy thứ tư tuần tới tổng thống donald trump sẽ ca khúc hài hoàn sau khi ông được nghĩa là uh, uh, cái thượng viện do đảng cộng hòa kiểm soát tha bóng uh, liên quan trở lại với con vi khuẩn vũ hán trong những ngày qua quý vị, tình hình thế giới đang rất là căng thẳng đặc biệt là sau khi tổ chức uh, who tức là tổ chức kinh tế thế giới uh, tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với cái uh, vấn đề ở uh, uh, con vi khuẩn virus uh, vi khuẩn là uh, vũ hán rồi sau đó là Mỹ cũng tuyên bố tình trạng khẩn cấp luôn. Và một số quốc gia khác như Việt Nam thì chưa tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Việt Nam chỉ tuyên bố là tình trạng bệnh dịch. Nó thấp hơn tình trạng, tình trạng khẩn cấp chút xíu. Thì bây giờ bắt đầu các doanh nghiệp ở Trung Quốc bị ảnh hưởng. Chúng tôi cũng đưa tin cho quý vị trong những ngày qua là một số nơi đóng cửa. Ví dụ Starbucks đóng hơn 2.000 tiệm. McDonald đóng mấy trăm tiệm. Nhiều nước đút kiểu dân mình về. Nhiều cửa hàng đóng cửa. Và công ty Google hôm trước cũng cho biết là họ đóng luôn. Và ngày hôm nay công ty đại công ty Apple cho biết là họ sẽ đóng tạm thời tất cả 42 cửa hàng ở Trung Quốc. Đó. Thưa quý vị, Trung Quốc là một trong những thị trường lớn nhất của Apple. Bây giờ họ phải chấp nhận đóng sau khi cái số người chết vì vi khuẩn vũ hán lên tới 259 người tính cái sáng thứ bảy. Thì thưa quý vị, uh, cái các cửa hàng iPhone này, uh, Apple họ cho biết là họ sẽ đóng tới ngày 9 tháng 2, 9 tháng 2 để mà đề phòng những cái bệnh dịch này. Ở trong cái tuyên bố công ty này cho biết là chúng tôi uh, rất thông cảm với người dân trung quốc đang, nhất là những người đang bị uh, vi khuẩn uh, vũ hán ảnh hưởng uh, nhưng mà và tất cả là những và những cái người mà đang làm việc ngày đêm để ngăn chặn căn bệnh này nhưng chúng tôi không còn cách nào khác tuy nhiên apple cho biết là cái uh, dịch vụ online của họ vẫn mở tức là vẫn, vẫn có thể mua online được qua internet thì được họ ship về nhưng mà các cửa hàng họ đóng thì thưa quý vị trung quốc là thị trường lớn thứ ba của apple thị trường lớn nhất là mỹ thị trường lớn thứ nhì là châu âu thị trường thứ ba là trung quốc và apple uh, qua ông tim cook là tổng giám đốc công ty này cho biết là trong cái thời gian vừa qua năm vừa rồi họ báo cáo tài chính rất là tốt cho nên bây giờ họ cũng phải đóng và và như vậy là họ không có cách nào khác cả à, thì thành ra ngày hôm nay sau khi mà ở ngày hôm qua họ dự định đóng một cái thì ngày mấy ngày hôm trước đó sau khi cái báo cáo tài chính của họ tốt đó thì cái chứng khoán của Apple lên nhưng mà ngày hôm qua thì họ nghe nói là sẽ đóng 42 cửa hàng này lên chứng khoán của Apple ngày hôm thứ sáu xuống 4% chỉ còn có 309.51 đô la một 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 cổ phiếu mà thôi thì ông Tim Cook bảo bây giờ chúng tôi không có cách nào khác bởi vì ngay cả những cái xí nghiệp mà sản xuất những cái, cái 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 nguyên liệu của Apple ở tại Trung Quốc cũng đang bị đóng cửa mà nghỉ trong cái ngày Tết đặc biệt là khi có vi khuẩn ở Vũ Hán nghỉ dài hơn nữa và ông cho biết luôn công ty cũng có một số cái cái một số công ty ở tại tỉnh Hồ Bắc cung cấp cái nguyên liệu cho Apple mà bị Hồ Bắc thì bây giờ đang bị coi như là cô lập hoàn toàn đó. trong cái đó thì sáng ngày hôm nay thì quý vị Mỹ có thêm người thứ 8 bị nhiễm vi khuẩn vũ hán chúng ta biết chiều hôm qua đã có một người đàn ông ở tại Santa Clara County ở California bị thì sáng ngày hôm nay ở Boston có thêm một người nữa đây là một thanh niên 20 tuổi đã đi qua vũ hán và vừa mới về và đây là trường hợp đầu tiên ở tiểu bang Massachusetts thì đây là tuyên bố của bộ y tế tiểu bang Massachusetts cũng như sở y tế của thành phố Boston cho biết và được trung tâm phòng ngừa bệnh tật của Mỹ gọi là CDC báo cho biết đã tối ngày thứ sáu và sáng hôm nay họ công bố thì các anh này khoảng 20 tuổi có đến Vũ Hán rồi sau đó uh, trở về Massachusetts và có đi gặp bác sĩ à, và người ta giữ anh nghĩa là cách ly anh từ hôm đó tới giờ thì sáng hôm nay uh, người ta cho biết là anh có kết quả là dương tính và bây giờ người ta đang chữa cho anh và chờ đợi xem như thế nào thì chúng ta cũng biết cái căn bệnh này bây giờ làm cho gần 12.000 người trên thế giới bị nhiễm bệnh và gần 206 người bị thiệt mạng trong thời gian qua đến nỗi mà uh, tổ chức y tế thế giới phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp thì uh, các giới chức y tế của Massachusetts cho biết là hiện nay cái tình trạng lây lan bệnh tật này ở tại tiểu bang Massachusetts khá là thấp Không có đến nỗi nào như các tiểu bang vùng miền Tây Nhưng mà đây là cái ca đầu tiên, cái trường hợp đầu tiên Một thanh niên 20 tuổi đi qua Vũ Hán và đi về người ta không cho biết thanh niên là người Mỹ Hay là người Mỹ gốc Hoàng người ta không cho biết như vậy Nhưng mà đây là trường hợp thứ 8 ở tại Hoa Kỳ Trong cái đó miền Nam California thưa quý vị Mặc dù thành phố El hôm nay tuyên bố là họ hủy bỏ cái hội trợ Tết Vì họ lo sợ virus ở uh, 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 vi khuẩn Vũ Hán uh, gây ra uh, lan tràn thì cái hội trợ Tết Los Angeles lớn hơn nhiều họ cho biết là sáng nay họ tiếp tục mở cửa, à, vẫn tiếp tục mở cửa như thường. Đây là hội trợ lần thứ 121 và sẽ có cái cuộc diễn hành gọi là Golden Dragon Parade sẽ được tổ chức từ 1 giờ cho đến 3 giờ 30 chiều ở giữa các con đường Hill và đường Oak ngay gần khu North Broadway và nhiều con đường ở chung quanh đây sẽ bị đóng từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. À. thì thưa quý vị, ở các giới chức y tế đây họ cho biết là mặc dù là có cái tình trạng mà lo ngại về cái con vi khuẩn Vũ Hán nhưng mà ở Los Angeles đã tin rằng là họ kiểm soát được cho nên họ vẫn cho tiếp tục mở cửa cái hỗ trợ này. Trong khi đó chúng ta cũng biết là hãng Delta Airlines American Airlines đã tuyên bố là không có chở người từ Trung Quốc qua Los cũng như Los cũng như các nơi khác ở trên thế giới. Thì cho đến giờ phút này thưa quý vị ở California có 3 trường hợp. Một trường hợp ở tại Los Angeles County, một trường hợp ở Orange County và ngày hôm qua có thêm một trường hợp ở Santa Clara County. Thì như chúng tôi nói rồi quý vị, cái lội chợ Los Angeles hỗ chợ Tết rất là lớn, năm nay năm thứ 121 cho nên họ không thể bỏ. Và các chính chức y tế họ cũng khuyên mọi người lên cẩn thận. Thì đó là những tin mà đáng chú ý trong phần tin tổng hợp ngày hôm nay gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới.